chết mẹ rồi. Chết mẹ rồi, mẹ thằng Phèn ơi. 7 giờ kém này, về thôi. 7 rưỡi về, đang quay giờ. Quay cái gì thì về nhà quay. Hôm nay là 7 giờ là có cái lệnh rồi, giãn cách xã hội. Ai ở đâu ở yên đấy. Nhỡ mà người ta bắt được vợ chồng mình ở đây ấy, người ta bắt ở yên đây không về được nhà thì chết à. Sáng sớm ngày ra, ai đổi mấy người thể dục làm gì. Ông để yên cho tôi quay nốt. Thế thôi, tôi về đây, kệ mẹ thằng Phèn. Đừng im. Ai cho ông về mà về. 2 phút. 2 phút tôi quay sao. Nhanh đi. À, ông cầm lên cho tôi cái máy nhá. Rồi, cầm như nào. Ông hạ máy xuống. Đấy. Hất người xuống. Thì đấy. Để cái tay lên. Hất cái máy lên để xem nào. Được chưa. Lên nữa. Được chưa. Nguyên như thế này nhỉ. Ôi, nhanh đến như không mỏi chân lắm. 2 phút. Bắt đầu bên ạ. Diễm Lệ xin kính chào mọi người ạ. Chào mọi người nhé. Mọi người có công nhận với Diễm Lệ là phụ nữ là phải công dung ngôn hạnh, trung hậu đảm đang, hiền lành, dịu dàng không ạ? Đúng rồi ạ. Là phụ nữ là phải ăn nói dịu dàng. Cáu giận ý, chẳng để làm gì. Như Diễm Lệ đây này, từ bé đến giờ chẳng biết cáu giận là gì. Đến bây giờ ấy, có tuổi rồi ý ạ. Con hư cũng kệ, mà chồng mắng mình cũng chỉ lặng im thôi ạ. Ôi dồi ôi, 3 phút rồi này, mỏi quá. Ông bị điên à? Đang quẩy chứ thì mõm vào. Nhưng mà mỏi, ai mà chịu được bắt cái thôi. Vợ chồng Lệ Phật có việc gì mà to tiếng thế. Về thôi, 7 giờ rồi đây này. Bác Cần này à? Vâng, vợ chồng em về bây giờ. Đến giờ giãn cách rồi, về thôi. Không lại phá đến hai củ với tao. Vâng. Ôi, vợ chồng Lệ Phật nó thiếu gì tiền. Vâng, đây, em cũng về luôn. Về thôi, người ta đang đi đuổi chơi kìa. Ủa, dạo chân đi không bà, nhanh. Đuổi gì mà đuổi sớm thế. Ui, ui dồi, này, mẹ thằng Phẹp, chạy theo các bác ấy đi. Để tôi đạp xe về trước, không thì chết dở bây giờ. Ông đạp xe về trước, người ta mà phạt tôi. Tôi đạp vào mặt ông đấy. Ui giời ơi, thế đây. Này này, mẹ Phẹt đạp xe về đi. Tôi chạy bộ. Tôi không đi được cái xe này. Ui giời ơi. Ông chạy bộ cùng tôi. Ui giờ hơi à, bây giờ hai vợ chồng chạy bộ để người ta bắt được người ta phạt 4 triệu cả hai người thì chết à. Thế làm thế nào. Ngồi đây nhanh lên. Ngồi đây á. Ngồi đây tôi thổ về cho nhanh. Được không. Được. Khổ quá nhỉ. Thế tôi ngồi luôn đây. Ui. Đi, nhanh lên, người ta phạt bây giờ. Yo te traigo esta bomba. Esta bomba puertorriqueña. Này, con đi đường tắt này người ta mới không đuổi được. Mình cứ đi đường chính bà chạy. Làm gì phải chui giúp cho nó khổ ra. Đi tập thể dục chứ bị ăn cắp ăn trộm thì đâu mà sợ. Tôi đi đường này cơ. Thôi, mình đi đường này mà kệ cái lão Hâm này. Đấy, anh đứng lại đi. Thấy chưa. Đấy, anh đứng lại. Khổ lắm, tôi biết rồi. Tôi đề nghị anh đứng lại đây, anh không chạy đâu. Thì tôi biết rồi mà nị. Anh hợp tác đi, thì đừng có chạy kiểu đấy. Tôi đã bảo là tôi biết rồi mà nị. Đề nghị anh đứng lại đi, anh chưa. Tôi đã nói là tôi biết rồi. Mà sao anh cứ đuổi. Báo cáo căng với các anh như này nào. Báo cáo là anh chưa, đứng lại đi. Tôi đã bảo quá. Tôi đã báo cáo với các anh là tôi biết rồi. Mà các anh cứ đuổi. Bác đeo khẩu trang vào đi. Tôi nói với anh là tôi biết rồi. Đề nghị bác đeo khẩu trang. Thế mà cứ đuổi. Bác biết rồi là bác biết cái gì hả? Là lên xe về phường trình bày ạ. Vâng, mày mời bác lên xe.
lâu vẻ thế. Chuột. Này, cái gì? Ngoài đường người ta cấm ngặt thế mà ông bố vẫn đi được à? Tôi đi mua thực phẩm thiết yếu chứ tôi cứ đi buồn chuyện như mẹ anh đâu, tôi sợ. Đúng rồi, sợ cái gì? Ông bố, cho con mượn chìa khóa xe máy đi, con chạy ra ngoài có tí việc. Chìa khóa xe máy này mẹ anh cầm với tôi nào thì cầm bao giờ? Với cả bây giờ nhá, người ta đang giãn cách nhá, ngã ba ngã bảy nên người ta rào cứng rào mềm rồi, làm gì còn lối nào để cho anh đi nữa hả? Ông bố bảo bà bố cho con mượn chìa khóa đi. Thế anh đi, bảo đây mẹ anh đây này. Mẹ, thế dịch dã như thế này, cái thằng cún cưng của mẹ định đi đâu hả? Nhá, bây giờ người ta nói là ai đứng đâu đứng yên đấy, ngồi đâu ngồi yên đấy, mà thậm chí nằm đâu nằm bất động chỗ đấy. Đấy, thấy chưa? Không có việc thiết yếu không đi đâu cả. Mẹ mày không có tiền nộp phạt đâu nhá. Đấy, mẹ mày nói đúng đấy. Này, ông Cần nhá, hôm qua chỉ chạy tập thể dục gọi là lăng nhăng mấy bước phạt 2 triệu bạc ấy. Thế thì anh đi đâu mà anh đi bằng xe máy? Ông bố bảo bà bố cho con mượn chìa khóa đi. Con sang nhà Phương Anh đi gì? Bố anh nứt mặt ra suốt ngày đi đuổi mãi. Mà thế sao bố tưởng anh mới yêu nhau rồi, thế anh còn đi đuổi nó làm gì nữa? Này, dạ? Gọi điện cho nó, hết giãn cách thì tha hồ mà gặp nhau nhá. Mà mới hôm kia mày trà chanh bim bim nó rồi còn gì? Đã nhớ nhung rồi. Nhớ rồi còn gì? Nhớ rồi thì người ta mới sang còn gì? Đấy, gọi rồi đây này. Alo, vợ yêu à? Chồng nghe này. Vợ bảo chồng sang đây từ bao giờ rồi? Bây giờ vẫn chưa nhìn thấy mặt đâu. Sao? Chồng để vợ chờ, vợ nhớ, vợ mong để chết đấy à? Thì chết cái gì? Chồng bảo này, hay là để qua 15 ngày giãn cách đi, ông chồng sang chồng bù cho nhá. Chứ bây giờ không có lý do chính đáng ra đường người ta phạt chết. Ý chồng là vợ không phải là thứ cần thiết đúng không? Chồng mà nghĩ như thế, vợ đi câu với thằng Huy sẹo cho đỡ buồn á. Huy sẹo cái gì? Ý chồng không phải là như thế. Ý chồng là bây giờ chồng không có lý do để ra đường. Sao bình thường chồng thông minh bây giờ chồng dốt thế nhỉ? Chồng lấy một bao gạo, chạy sang cho cửa hàng tạp hóa ông bà bố lấy thêm một thùng nước cà phê. Chạy sang bên nhà vợ nói với họ là đi chở hàng thiết yếu thế là xong. Ừ nhỉ, thế mà chồng không nghĩ ra. Vợ đợi tí chồng sang luôn nhá. Mày lấy thùng hàng của mẹ đi đâu đấy? Bà bố cho con mượn thùng dốc kỳ tí. Ông bố, cho con mượn đôi vịt. Cái thằng này. Cái thằng này, vịt tao đánh tiết canh bây giờ, mày lấy vịt của bố đi đâu? Đề nghị xuất trình giấy tờ. Đấy, lùi lại cái đủ khoảng cách nhé. Nhanh lên ông ơi. Lâu thế. Nhanh lên. Đi đâu vội thế? Cái gì? Anh đi đâu thế này? Em đi cùng đi tiếp tế thực phẩm thiết yếu. Anh mang những thứ đủ gì thế? Đây, một thùng dốc kỳ này, một bao gạo này, hai con vịt với hai quả mướp. Mời anh qua khai báo y tế. Nhanh lên. Chồng xem cái này. Đó. Vợ mới post lên có 10 phút nhá. 1 triệu like. Ui, vai 998.000 like á?
Này, hỏi thật nhá, vừa vợ tiêm phải đợt giờ ở đâu đấy? Hôm qua ộp ba ngoại đi quan hệ cho vợ đấy. Mà kể ra cũng phải cảm ơn ộp ba ngoại, lúc nào con cháu cần cũng có mặt hết trơn á. Ủa, chồng mang thùng giáp kia cho vợ không đấy? Quên làm sao được. Đây. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Đem cho vợ ẩn một thùng luôn. Chồng, 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 chồng. Thả tim. Chồng bóc cho vợ uống nhá. Đây. Ui, vợ thèm quá. Chưa hết, còn một bao gạo và hai con vịt nữa. Vợ thích ăn vịt quay đúng không? Có con vịt đó. Ừ. Vợ bảo, vợ bảo, tí nữa vợ vào bếp, vợ làm cho chồng món vịt quay. Thích không? Quay. Ông bà Bô đâu mà vợ phải vào bếp? Ông bà Bô đi châu rồi, tối mai mới về cô. Nên là hôm nay có mỗi mình vợ ở nhà. Vợ sẽ nấu cho chồng món vịt quay chồng thích. À, hay là chồng muốn em nấu vịt quay với vợ nhá. Ừ, được, được, được. Thế bây giờ mình vào trong nhà thịt luôn cho nóng. Đi, 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 đi. Làm vịt quay sao ở trong nhà? Ở trong bếp chứ. Ừ thì bây giờ mình vào trong nhà thịt con to trước, còn hai con nhỏ kia tí mình thịt trong bếp. Chính thế là nhanh rồi. Đi ra, đi. Bé chúng sắp kia vào cho vợ. Được. Này, sao cậu cũng mang ngoại về giờ này nhỉ? Em không cho biết được. Ôi, này, Phương Anh. Sao mang ngoại về giờ này? Phương Anh. Sao? Ôi, ôi, cháu ơi. Cháu giết ông không gươm không dao rồi cháu ạ. Kìa, ông bà ngoại nói cái gì con chả hiểu gì cả. Sao con lại giết ông bà ngoại không gươm không dao không giáo gì là sao? Ông hỏi cháu, tại sao cháu lại phốt việc tiêm vaccine Pfizer lên trên mạng để cho cái bọn netizen nó tấn công ông ở trên mạng, rách mặt chúng ta, hả? Hả? Tại sao? Ôi ôi cháu ơi, cháu có lớn, cháu không khôn cháu ạ. Ui, vai, thế thì vợ phải gỡ bài xuống rồi. Hả? Chồng bị điên à? Tương tắc bài đang cao, gỡ xuống cho phí à? Cao cái gì mà cao? À, gỡ ngay. Cháu ơi, cháu vạch áo cho người xem lưng rồi. Ông nói cho cháu biết nhá, loại vaccine nào được tiêm sớm nhất là loại tốt nhất. Cháu còn ken ca chọn canh vaccine Pfizer. Ôi dồi ôi. Cháu gọi ngay bố mẹ cháu về đây để ông nói chuyện. Ờ, à, vợ ơi, muộn rồi, thôi chồng về đây. Dạ, con xin phép ông bà ngoại, con về ạ. Chào anh. Ba ngoại. Vợ ơi, vợ, vợ. Cháu bảo này, vịt đấy, thịt luôn cho tươi nhé. Ô, 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 ô. Gạo, ôi này, còn bao gạo này. Thôi, để xuống. Làm sao? Cầm lấy bao gạo, tí đi qua chỗ còn thông chốt. Mà không thông đấy, alo cho vợ. Vợ nói ốc ba ngoại một câu, ốc ba ngoại thông chó. Ok, à, thế thôi, để lại hai quả mướp. Phóng nhân điên đấy hả? Em đi đúng tốc độ đấy gì? Anh đi đâu đây? Em đi tiếp tế thực phẩm và thiết yếu gì? Anh chở những cái gì đây? Một thùng nước dốc kỳ, một bao gạo, hai con vịt, hai quả mướp. Thùng nước dốc kỳ của anh đâu? Ôi nhỉ? Ôi thôi chết rồi. Em vừa ngồi nghỉ ngoài kia, chắc thằng trộm nó đá mất rồi. Hai con vịt. Ôi nhỉ? Ôi thôi chết rồi. Chắc lúc em ngồi nghỉ ngoài kia, con vịt nó sổng bố mất rồi. Hai quả mướp. Ờ nhỉ? À đúng rồi, lúc em đi qua đây em đánh rơi hai quả mướp, các anh có thấy không? Chắc chắn là chỉ có đánh rơi ở đây thôi. Báo cáo anh, đối tượng này đang có hành vi khai báo gian dối nhằm thông chốt ạ. Mời vào đây làm việc. Mời anh vào. Biết ngay mà. Kiểm tra cô kia đi. Đề nghị anh xuất trình giấy tờ để chúng tôi lập biên bản xử lý. Giấy tờ cái gì? Đi tiếp tế thực phẩm thiết yếu, cầm giấy tờ làm cái gì? Anh xuất trình giấy tờ đi. Giấy tờ gì? Anh khai báo không trung thực, gian dối. Nếu như anh làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm ra cộng đồng, anh có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự đấy. Cháu biết rồi. Ai chả biết là làm lây lan dịch bệnh cho cộng đồng là bị đi tù chứ gì? Xuất trình giấy tờ đi. Đợi cháu tí.
ba ngoại uống nước đi. Thôi, ột ba ngoại. Ột ba ngoại đừng có làm cái mặt đấy, con sợ đấy. Mà tụi ba ngoại cứ xịn ra ấy. Ột ba nói với con là ột ba thương con nhất mà. Con thề với ột ba ngoại không bao giờ con tái phạm bất kỳ một lần nào nữa. Con thề. Ột ba ngoại tha cho con một lần này thôi. Ột ba, ột ba, ột ba. Em nghe này người yêu. Vợ yêu à? Chồng bị tắc ở chốt rồi. Làm thế nào để thông chốt bây giờ? Chồng bị... Người yêu bị tắc ở chốt á? Yên tâm, để em lo cho. Em nói với ông ba ngoại á, thông chốt một cái chồng đi luôn. Cho chị nhá. Ok vợ yêu. Ông ba ngoại. Ông ba ngoại yêu dầu ơi. Người yêu của con bị tắc ở chốt rồi. Ông ba ngoại thông chốt cho người yêu con nhá. Nó sang đây làm gì? Thì ông bà biết rồi đấy. Dịch bệnh như thế này có gặp được nhau đâu. Hôm nay con nhớ anh ấy quá, mày nói anh ấy sang đây để con nói chuyện cho đỡ nhớ. Oppa nhớ. Bảo nó đưa máy cho người ta, đều nói chuyện. Cảm ơn Oppa ngoại. Lúc nào Oppa ngoại cũng kịp cho bọn con cần ấy. Love you Oppa. Người yêu, đưa điện thoại cho ông nào to nhất đấy Oppa ngoại nói chuyện. Ok vợ yêu. À, các chú cho cháu hỏi là chú nào to nhất đây ạ? Chắc chắn là chú rồi. Cháu bật lo ngoài rồi đấy, chú nghe đi. Chú nghe đi. Alo. Alo. Tôi đây. Xin lỗi em vậy ạ. Tôi là Trần Đại Mỹ. Bây giờ thế này nhá. Cái trường hợp của cậu thanh niên này ấy là bạn của bạn của bạn của cháu thôi. Cứ coi như là người nhà. Mà cậu thanh niên này ra đường có việc gì cần thiết ấy, thì tôi đề nghị các anh phải phạt cho nghiêm, đúng quy định của pháp luật nhá. Anh nghe rõ chưa? Ông ba ngoại à. Xe đạp ơi, đã qua rồi tuổi thơ. Xe đạp ơi, quay đều, quay đều, quay đều. Quay đều, xoay đều những vòng quay. Ôi mày quá, ông bôi rồi. Thôi phẹt. Dạ. Xong mặt mũi mày thế nào mà cắt không còn giọt máu thế hả? Xe đâu? Bị bắt rồi. Ủa tôi chết rồi. Ông bôi. Hả? Ông bôi cho con xin 2 triệu đi. Cái gì? Cho con xin 2 triệu. Bao nhiêu? 2 triệu. 2 triệu anh làm gì? Để nhổ xe chứ con làm gì. Đấy. Đâu? Đấy. Đâu? Ê. 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 Đấy là răng chứ không phải tiền đâu. Ừ, anh vặn cái răng tôi ra là bán được 2 triệu đấy. Con cần tiền chứ cần răng gì. Ông bố không có ông bố kia thì ông bố cho con vay cũng được. Con đảm bảo nhé, con giả đoàn hoàng luôn. Tôi có 2 triệu cơ mà trời sập. Này, anh thích 2 triệu ấy. Để tôi hỏi mẹ anh cho. Thôi không được đâu. Bây giờ mà hỏi bà bố nhá. Bà bố hôm trước xin 500 nghìn thôi. Bà bố chửi bùng mặt lên. Tôi hỏi vay hộ anh là được gì? Ông bố hỏi vay hộ nhá. Ừ. Thế ông bố hộ con đi. Rồi. Ừ. Trả đồng hoa luôn. Mẹ phẹt ơi. Ra mượn tí. Cái gì đấy? Ra mượn tí. Mẹ. Mẹ phẹt cho phẹt vay 2 triệu. 2 triệu mày làm gì? Để nộp phạt. Ôi. Tao không thể chịu được mày nữa rồi. Mày thích 2 triệu đúng không? Dạ. Mày thích 2 triệu chứ gì? Vâng ạ. Ôi, thích 2 triệu chứ gì? Ôi trời ơi. 2 triệu hả? 2 triệu. 2 triệu hả? 2 triệu hả? 2 triệu hả? Lần này mẹ thằng phẹt xin xe mà đánh vào xe của tôi. 20 triệu đây. 20 triệu hả? Ừ. 20 triệu. 20 triệu hả? 20 triệu hả? 20 triệu.